Thưa anh, có anh Lâm muốn gặp anh ạ. Ừ, bảo Lâm vào giúp anh nhé. Nào nào, ông bạn tôi. Đúng, ông bạn chơi đánh. Lâu lắm rồi mới đến tìm tôi. À, có việc gì à? À, đang định rủ ông đi với tôi một lúc. Đi đâu? Có việc gì mà báo gấp vậy? Thì cứ đi cùng tôi, rồi tôi sẽ giải thích sau nhé. Được rồi. À, ông ngồi đợi tôi một chút, tôi làm ra công việc, sau anh mình đi nhé. Ừ, tôi ra ngoài đợi nhé. Ok. Đây là nhà ai đấy? Mà có chuyện gì sao mày đưa tao về cái nơi xa xôi hẻo lánh như này? Mày muốn biết lắm đúng không? Vậy thì bây giờ tao sẽ kể cho mày nghe về... Chị đúng không xong à? Không. Tối anh có đi làm được không? Anh có. Hôm nay là ngày nghỉ lễ mà. Mình phải tranh thủ kiếm tiền chứ. Mất phải cho người yêu em đúng không? Em cũng chẳng giúp được gì nữa. Em không phải lo. Bây giờ nhá, em chỉ cần tập trung vào học hành. Mọi việc anh lo hết. Sau này còn lo cho tương lai của hai đứa nữa chứ. Mà anh này. Hả? Em có chuyện muốn nói cho anh. Sao? Có chuyện gì? Sao? Có chuyện gì đâu? Tối anh muốn ăn gì? Thôi, ăn thấy đủ rồi. Mà anh bảo này. Tết năm nay ấy, mình sẽ chuẩn bị một ít quà về ra mắt bố mẹ em nhé. Yêu em lâu rồi mà chưa về ra mắt. Em biết rồi. Thôi nhanh, nhanh để em nấu cơm cho anh này. Từ sáng giờ được cuốc nào chưa? Được vài cuốc này tẻ, nhưng mà tóm lại em chết đói. Rồi, thời buổi kinh tế khó khăn, anh em mình xuất phát điểm kém thì thôi chịu cố gắng mà làm. Mà này, dạo này chuyện tình yêu tình báo thế nào rồi? Vẫn vậy, nhưng mà dạo này tao nhìn cô xinh sao. Chắc là đang lo cái chuyện mà mẹ hốn mà quên. Tao thấy cô ấy là người tốt, với lại cũng chăm lo cho mày. Trong cái hoàn cảnh này ấy, thì mày càng phải giữ vào, không thằng khác nó đớp mất đấy. Cũng giữ mẹ lại. À thôi, lại có cuốc rồi, tao đi đã nhá. Đi đi. Chào cốc cà đá. Uống luôn. Lan, sao mày ở đây? Ai đây em? Người quen em à? Một người bạn của em thôi. Anh lên xe chờ em một lát nhá. Tại sao em ở đây? Tại hả? Em đang làm cái quái gì vậy? Tí nữa về nhà tôi giải thích với anh sau. Đứng lại. Có chuyện gì á? Giải thích ngay tại đây. Em lừa anh đúng không? Nói là tí nữa về nhà tôi giải thích với anh. Đấy là anh không muốn đấy nhá. Ừ đúng rồi đấy. Như anh nhìn thấy, từ trước đến nay tôi vẫn cặp kè với những người có tiền và có điều kiện. Họ cho tôi cuộc sống sung sướng mà tôi muốn.
mua những cái gì mà tôi thích, ăn ở những nhà hàng sang trọng. Mà những điều đấy từ trước đến nay anh chưa bao giờ làm được cho tôi cả. Tại sao em đối xử với anh như vậy? Anh biết là anh nghèo, nhưng mà anh vẫn đang cố gắng vì hai đứa cơ mà. Anh cố gắng, người ta đang đi lùi để về đích, còn anh đến bao giờ mới đến vạch xuất phát? Anh nói cho tôi nghe đi. Và tôi nói cho anh biết một điều nữa nhé, tôi sắp bỏ anh đến nơi luôn rồi đấy. Em Lan mà anh biết ấy, không phải là người như vậy. Em đang xảy ra chuyện gì đúng không? Tôi chẳng có chuyện gì cả. Con bé Lan của ngày hôm qua yêu cuộc sống nghèo hèn, còn con bé Lan của ngày hôm nay yêu cuộc sống giàu sang. Nó chỉ thế thôi. Em làm tốt lắm, anh thưởng cho em chỗ này. Em xin, lần sau anh gọi trực tiếp cho em nhá. Ok, chắc chắn anh sẽ gọi. Vậy nhá. Bye. Về đây. Lên phòng 605 đi, tôi đang ở trên này. Vào đi. Xem ai thế này? Sao đấy? Tự dưng mà tìm em thế này. Cuối cùng thì anh đã gặp được em. Gặp em á? Nhớ em quá à? Dạo này trông bảnh hơn rồi đấy. Nể tình người quen, em giảm giá cho nhá. Anh đến đây không phải làm chuyện đó. Không phải làm chuyện đó? Thế tìm em làm gì? Đừng có nói là nhớ em quá đi nhá. Anh mãi mãi chỉ là trò chơi của em thôi. Quên chuyện đấy đi. Hết tình thì còn nghĩa mà em. Anh biết là em đang gặp khó khăn. Đây là số tiền anh tích góp vào vay mượn được. Em cầm lấy và bỏ cái nghề này đi. Cầm lấy. Em không cần số tiền đấy của anh. Em có rất nhiều tiền. Em cần vài cái đồng tiền lẻ này của anh để làm gì? Em nói cho anh nghe này, em thích làm đĩ và em yêu cái nghề làm đĩ này. Em thích cái cách mà đàn ông cung phụng em, đưa tiền cho em, quỳ dạp dưới chân của em và lúc nào cũng chỉ nhìn thấy em thôi. Em muốn đi đâu cũng được, muốn làm gì cũng được, không cần phải sống với anh trong ngôi nhà trọ rách nát như ngày xưa nữa. Anh không ngờ em là con người như vậy đấy. Em vốn dĩ là con người như thế mà. Sao? Bây giờ muốn làm tình thì cởi quần áo ra, không thì biến đi để em làm việc. Đúng là tôi đã tin nhầm người. Thank you.
Uống đi. Hôm nay tao phải uống đến chết thì thôi. Thôi uống nốt lô này nghỉ nhá. Tao thấy mày say rồi. Say? Còn lâu tao mới say. Hôm nay tao phải uống, uống hết mình, uống để quên con đàn bà khốn nạn đấy đi. Mày nói thế là sai rồi đấy. Tao có chuyện mà nói với mày. Giờ tao không muốn nghe nói chuyện gì hết. Tao không muốn nghe ai hết. Giờ tao chỉ muốn uống. Mày uống, tao uống. Không uống thì một mình đâu không. Giờ tao đến cần ai cả. Thôi được rồi, uống đi. Mày muốn uống thì tao uống với mày. Uống vì cuộc sống mới. Được. Là Tuấn đúng không? Dạ, chào bác ạ. Bác là... Tôi là mẹ của Lam. Trước tôi hay nghe nó nói chuyện về cậu. Chuyện này là sao? Mày muốn biết lắm đúng không? Giờ thì tao có thể kể cho mày nghe được rồi. Xong à? Không. Tối em có đi làm được không? Anh có. Hôm nay là ngày nghỉ lễ mà. Mình phải tranh thủ kiếm tiền chứ. Mất phải cho người yêu em đúng không? Em cũng chẳng giúp được gì nữa. Em không phải lo. Bây giờ nhá, em chỉ cần tập trung vào học hành. Mọi việc anh lo hết. Sau này còn lo cho tương lai của hai đứa nữa chứ.
giấu chuyện này với anh Tuấn giúp em nhé. Em không còn muốn anh ấy bận tâm về chuyện của em nữa. Em muốn anh để quên em đi. Nhưng đây đã là giải pháp tốt nhất chưa? Có đến nước đường cùng như vậy không? Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Theo anh, nếu đây không phải là giải pháp tốt nhất thì em có cách nào khác nữa đâu hả anh? Mẹ em cần tiền, rất nhiều tiền, mà em chưa còn nhiều thời gian trên cõi đời này nữa. Em cũng biết tin tưởng vào ai, anh giúp em nhé. Em xin anh. Thôi được rồi, anh sẽ làm như lời em nói. Cố gắng dưỡng bệnh nhé. Tại sao mày không cho tao biết? Tại sao mày giấu tao? Mày có phải bạc tao không? Kìa Tuấn. Tao xin lỗi mày vì đã không nói cho mày biết. Nhưng lúc đó tao không làm được gì khác. Tao đã hứa với Lan là sẽ giữ kín bí mật này, và đã thề trước cô ấy. Nhưng kể cả lúc đấy tao nói cho mày biết thì mày giúp gì được cô ấy khi trong tay mày không có gì? Nhưng ngày hôm nay tao dẫn mày về đây, nói hết mọi chuyện cho mày, vì lương tâm tao cắn rứt. Tao không muốn mày hiểu nhầm cô ấy nữa, và muốn mày thắp cho cô ấy nén nhang, vì ngày mai là ngày giỗ đầu của cô ấy rồi. Tại sao? Tại sao cuộc sống lại nghiệt ngã đến như vậy? Tao đúng là một thằng tồi tệ khi đã nghĩ xấu cho cô ấy. Tại sao người chết không phải là tao cơ chứ? Khi cô ấy cần tao nhất thì tao lại không ở cạnh cô ấy. Thôi, người đi thì cũng đã đi rồi, người còn lại cũng vẫn cần phải sống tốt. Lúc con Lan còn sống, nó đã làm cậu buồn nhiều rồi. Tôi thấy mặt nó được tạ tội với cậu. Cháu xin bác, cháu không dám đâu ạ. Mà sức khỏe của bác dạo này thế nào ạ? Cảm ơn cậu, giờ sức khỏe tôi cũng ổn rồi. Nhưng kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tôi thủi thủi suốt ngày một mình. Trong thâm tâm tôi đã chết từ lâu rồi cậu ạ. Bác, cháu xin phép bác được gọi bác là mẹ. Cháu sẽ thay Lan chăm sóc bác ạ.